Thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, sáng 20 tháng 2, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới để mở đầu cho nhiệm vụ trồng cây gây rừng năm 2024. Những năm qua, phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ trở thành truyền thống tốt đẹp, là việc làm quan trọng, là trách nhiệm của toàn xã hội. Hàng năm, hoạt động trồng cây gây rừng trên địa bàn huyện Phú Lương nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung đã đạt những kết quả hết sức to lớn. Công tác bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Điểm đặc biệt của đợt trồng cây năm nay là các cây trồng đều được gắn mã QR code để tiện theo dõi. Sau khi trồng xong, sẽ giao cho các tổ chức chính trị, xã hội bảo vệ, chăm sóc, tưới nước để đảm bảo sức khỏe cây trồng. Với thông điệp trồng cây xanh, hành động nhỏ, ý nghĩa lớn, huyện Phú Lương kêu gọi toàn thể người dân hăng hái tham gia trồng cây ngay từ những ngày đầu xuân và cả năm, góp phần nhân lên màu xanh, làm đẹp cảnh quan môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu,